sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút thương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường đè to bầy. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại sông. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đàn tông làm tay sai cho tàu. Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Xin hỏi anh ở đâu, sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh ở đâu, sao đánh tôi chẳng một chút thương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường đè to bầy. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoài sông. Xin hỏi anh là ai, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh là ai, sao đã tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sâu ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Yeah.